nó đỏ đỏ đẹp quá mà muốn để nó mà không không có muốn cắt, nhưng mà không cắt thì không được, nó chín. Cái loại này là không phải là ớt ớt cay nha cả nhà, ớt ngọt á. Hello cả nhà, thì bữa nay tiếp tục rủ cả nhà đi ra vườn đi đi mà cắt mấy trái ớt chuông với sang nha. Đi rồi mình đi vòng vòng mình kiếm rau mình thu hoạch. Đó, giờ này là dạng dạng tối rồi. Mấy cây ớt chuông vàng này là sang thu hoạch lần đầu tiên nè. Bữa hổm giờ trồng mà sao thấy nó lâu chín quá. Ở trên 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 đọt có nó tiếp tục ra ra bông nè, mà mùa này là mùa thu rồi mà không biết nó có ok không, có kịp cho mùa đông không, mùa trước mùa đông không biết nữa. Nó này trên đọt nè, trên đọt tiếp tục ra bông nè, thấy không, bên đây cũng vậy nè, nó chín chậm hơn cái cây ớt chuông đỏ thì phải. Rồi giờ mình cắt đi, trái đẹp gì đâu. Thích cắt ớt chuông, cái trái nhìn nó cứng cáp lắm. Nhưng mà mấy cái cây ớt này là nó cái cành của nó rất là giòn. Khi cái trái mà nó nặng, nó chín á, cái nó nặng á là mình không có ra thăm vườn kịp, mình không có đỡ mấy cái nhánh lên là nó gãy liền. Hôm giờ gãy rớt không biết bao nhiêu trái uổng, cái này nó bị nấm nám gì nè. Màu vàng đẹp quá, lấy bột lên dùng tùm lum hết trơn nhưng mà cũng không không xuể ha. Rồi mình xề qua đây mình cắt luôn mấy trái ớt chuông đỏ luôn. Rồi ớt chuông đỏ thì bữa hổm mà thu hoạch đợt đầu đó mà bữa nay nó còn lay ray ở trên cây nè, nó chín tới đâu thì hái tới đó, cũng còn trái non ở trên cây rồi còn bông với trên đọt nữa kìa. Thấy thương quá, cái này đẹp, màu đỏ đậm luôn. Rồi này bị đẹp, cái này mình vô mình xào thịt bò ăn cũng ngon. Hoặc là mấy người Tây họ làm họ dồn mà dùng thịt trong đây nè. Đó. Rồi bây giờ qua đây. Tiếp tục qua đây ha, giới thiệu với cả nhà cây ớt đĩa bay. Ớt đĩa bay này nhìn đẹp dễ sợ không? Có. Cái ớt đĩa bay cũng là thu hoạch lần đầu tiên nè. Trái của nó như cái dĩa bay vậy đó ha. Nó bữa nay nó chín đỏ nhìn đẹp thiệt là đẹp luôn á, y cái lồng đèn. Cái này sang mua có một cây, một cây một duy nhất ở trong bên mình, sang mua có một cây sang trồng nè. Bây giờ trái nó ra sum xuê luôn á, nó đỏ đỏ đẹp quá mà muốn để nó mà không không có muốn cắt, nhưng mà không cắt thì không được, nó chín. Cái loại này là không phải là ớt ớt cay nha cả nhà, ớt ngọt á, nó cũng thuộc về là ớt ngọt đó. Cái này á, thì mình có thể cắt ngang cái dạt ngang cái phần cuống này nè, năm rồi sang làm thử đó, dạt ngang phần cuống móc cái hột cái mình dồn chả cá hoặc là dồn thịt dùng đó, xong rồi cái mình đem lên mình chiên, xong mình làm sốt dầu hào mà ngọt ngọt mặn mặn á, cái mình để lên mặt. Giống người ta làm kiểu như là khổ qua cà ớt vậy đó. Ăn ngon lắm. Không phải là ớt cay. Này nhiều người gọi là ớt lồng đèn. À, có người gọi ớt lồng đèn, à, có người gọi ớt ớt dĩa bay, nó cũng giống cái đĩa bay chứ bộ. Nó giống như cái cây cái gì cái cây mà bí ngòi đĩa bay vậy đó. Cái hình dạng nó giống giống. Giống cái người đĩa hành bay. tình đeo giống xuống quá. Chắc vậy. Cái này dễ thương quá à, đẹp. Mà cái nó sai trái lắm nha, cái này nè.
Cái ớt này sai trái lắm, hết trồng vậy nó đẹp, cái vườn của mình nó chín, nó đỏ, nó lung lung linh toàn ten, nhìn dễ thương lắm. Đây, cặp này ha, cắt luôn. Xoay qua rồi, bây giờ xoay qua đây. Thường chưa? Bữa nay là thu hoạch ớt chuông, nhiều ớt lắm. Đây, đây, đây sót con trái nữa nè. Nè, nó sơ sơ được nửa cái sẻ ớt rồi đó. Rồi, giờ đi qua bên đây. Bên đây mình đi hái mấy trái bầu đi nè cả nhà. Cái vườn nó tùm hết trơn, đi cả cuối chui chính giữa. Rồi mấy trái bầu này nè, bầu cuối mùa. Thôi cái này ok, nó còn long long nè, nó chưa có già lắm. Cái mùa này á làm như nó lạnh lạnh, cái cũng chậm phát triển á. Nó chậm phát triển hơn, bữa hổng nóng nóng là nó nhanh dữ lắm. Trái này chắc cũng hái luôn đi chứ không thôi nó bị đẹp đẹp. Đít tèo. Tèo rồi, kéo nó xuống. Cũng còn non. Đây nè, còn trái bự chẳng này nè. Đó. Cái vàng nó muốn tàn rồi đó ha. Mùa này mùa thu rồi. Vậy mà cũng còn nhiều trái non quá trời nè. Rồi bây giờ qua đây mình đi vô kia mình hái hết ra mấy trái mướp với khổ qua nữa kìa. Thiên cái xề bê luôn á. Qua đây hái mướp với khổ qua đi. Rồi cái dàn mướp này cũng là mướp cuối mùa nè cả nhà. Đó, nó còn được trái nào mình thu hoạch trái đó. Nó cũng ra lai rai hoài hà, có bữa nóng bữa lạnh này, cho nên là nó cứ cũng có bông, cũng có trái non. Kệ nó có đậu trái nào mình hái trái đó. Mình cắt mấy trái non này trước nè. Rồi mình lên mình hái luôn đi. Đó, có mấy trái lạnh lạnh cái nó bị teo cái đầu rồi đó ha. Đây không thấy rồi ta. Đó, cái mút non này nha. Này bữa hổm giờ săn cắt để tủ lạnh biết bao nhiêu bọc cho. Tủ đá đó, ừ, cắt rửa sạch rồi cắt sẵn giống như mình nấu canh xào vậy đó, cái để tủ đá. Ôi trời ơi, cái mướp này giống như gần bằng hình. Ôi mướp chữ U. Cái gì chữ U luôn. Cái kèn. Actually chữ chay. Rồi cắt luôn hai cái mướp teo này luôn. Phát triển hết. Đó, sơ sơ cũng mất mót đi cũng được 5 trái mướp hương. Bây giờ mình sang sẻ đây đi. Mình sang sẻ đi rồi mình qua khi mình cắt mấy trái khổ qua. Rồi, ok, mình đi qua đây mình hái luôn mấy trái khổ qua nè cả nhà. Mùa này cũng nó cũng thấy ra bông quá trời nhiều luôn. À, nó cũng đậu trái dữ lắm luôn á, mà những cái trái mà nó đậu lắm như là nó không có được lớn nhiều giống như bữa mùa hè. Đó, cái chùm này nè, nó có mấy trái khổ qua trắng như cái này, khổ qua nhật nè. Mà sao có trái khổ qua trắng này là bị già hát rồi, ở đảm luôn á. Nó teo teo đó. Đó, bên đây nó cứ la rai. Đây một trái, kia một trái. Đó, có thu hoạch hoài. Rồi mình hái cái trái này trước đi. Đó, này khổ qua Việt Nam nè. Trái dạ, to. Dạ nó mướt, cái trái nó lớn. Còn cái này là dữ lắm mới bự được như vậy. Khổ qua Nhật. Nó lười. Ừ.
bỏ qua Việt Nam. Mà đây ôi, đây con trái mình không thấy nè ha. Đó. Con ten nằm trong đây không thấy. Dưới nữa nè. Đây nữa nè. Ôi mấy cái nhánh đẹp đẹp gì mà tưởng tưởng nó không có trái nha, mấy vừa hổm săn cắt nó bỏ đó. Cuối cuộc cũng nằm trong đây khuất nắng mà nó cũng có trái. Nó vẫn còn lòng thòng mà cái này. Cái này nghĩ chắc đẹp rồi. Mới á, lại trắng. Không phải lại non non hả? Không. Đó, ba trái này được nè. Cái này cắt nguyên chùm này luôn á. Đâu nữa không? Phải kiên dạch dạch xuống. Ở đây thấy không? Rõ ràng nè. Trắng con nhỏ. Trắng nè. Vi. Phải không? Yes. Nhìn thấy nó giống như nó chứ. Ui. Hia. Ó thấy chưa? Không không kiểm tra kịp rồi đó. Nó núp núp trong đây nè, núp lùm nè. Màu xanh nữa khó. Nó trốn trong đây á. Có phát hiện. Còn nữa không? Khi mình không có phát hiện kịp cái bắt đầu Già, đến khi nó già nó chín rồi mới thấy nó. Bên trong này còn mới trái nhưng mà cũng còn nhỏ. Ở đây nè, đây đi. Trái khổ quà Nhật này nè. Cái này nó đẹp đẹp nó vậy á, không ngái nay mai gì đó, nó chín nó vàng hết. Yeah, nó đỏ luôn. Đó, vô đây. Wow. Này đúng đó, này khổ quà đều, khổ quà đẹp nè, mấy trái này nè. Này nhìn giống khổ qua rừng ở Việt Nam quá hả? Ừ, khổ qua rừng nhỏ hơn à. Này, ui ôi à, một chùm ba trái bị dướng nhanh đây, kéo nó xuống. Này còn non không? Okay. Non, còn non à. Dướng dướng quá mà, dướng quá à. Bốn trái luôn chứ ba đâu nè. Đang trái nữa nè. Mày muốn thu hoạch đã luôn. Thấy gì chứ cũng còn ra rai. Ôi, hai trái này đi. Ừ, trái trắng đẹp. Trắng đẹp quá. Sao kiếm được cái giống này trồng hoài à. Nhưng cái vàng của hoa trắng chắc đẹp lắm. Trái này đẹp cắt luôn. Ở chừng bên hàng xóm nó còn đi cũng lạc. Còn, cũng chừng còn nhiều nữa. Nè đây không nè đó. Nè vướng vướng đây nè, nhớ nhớ nhắc đó. Rồi nhiều nè. Thấy không, mấy cái nhánh đẹp đẹp vậy mà bây giờ nó lại tiếp tục ra bông nè. Bông quá trời bông nè, thấy không. Ủa, có hai cái đẹp này cắt được không xã? Cái da nó căng. Thiếu nắng hay gì? Thiếu nắng thôi cắt đi. Cắt đi. Như nó giãn da rồi. Đỡ. Nó giãn da rồi nhưng mà cái trái nó nhìn làm như nó cũng bị hát á. Trái khổ quà trắng bị vướng trên vàng nè, thấy không đó, có thấy. Ở đây nó nè. Ui, nhiều em vậy. Đi qua. Đó. Đây khi để nay mai rảnh á. Leo ra lên kiểm nhìn tra, ở ha. Thế thương quá. Đây ủa nó gì vậy? Đây được rồi. Ngoài đéo đi quê. Trời ơi, đây nè. Đó. Móc đầu xuống. Thôi chừng có nữa thôi. Tại vì nó màu trắng rồi, khó thấy. Rồi. Đó, một giỏ khổ qua rồi nè, thấy không? Đều đẹp, anh cả, chị hai gì thì cũng có hết trơn á. Rồi, cả nhà ơi, chiều hôm nay đi ra ngoài vườn thu hoạch được bao nhiêu nè cả nhà? Được một xề rau quả ha. Đó, được mấy trái bầu cuối mùa, mấy trái mướp hương, được một mớ ớt chuông vàng, ớt chuông đỏ và ớt chuông đĩa bay. Đó, dễ thương, mấy trái ớt chuông đĩa bay thấy thương quá. Đó, rồi một mớ khổ qua ba loại. Rồi sang tạm kết thúc video ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để ủng hộ cho Sang La Úc Châu và theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.